Vâng, chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Điện thoại Dũng Kiên. Vâng, và trước mặt các bác là chiếc điện thoại XS Max màu vàng gold. Đây là chiếc điện thoại đã tốn biết bao nhiêu giấy mực và lời bàn tán của cộng đồng yêu thích iPhone. Với đến từ chất lượng của nó, với khung viền bằng thép, mặt lưng kính, màn hình AMOLED. Em sơ qua cho các bác xem về con điện thoại này nhé. Với dung lượng bộ nhớ này 64GB này, bản Mỹ NA này, pin còn rất là mới các bác nhé, còn 91% này. Sản phẩm của bên em bao test bao check, nếu như nó là hàng nổi hoặc hàng dựng các bác có thể đổi hoặc trả trong vòng 1 tháng. Bên em fair ship toàn quốc, các bác nhận máy và trả tiền cho bên vận chuyển. Các bác đang xem video mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh cho em và bấm nút chuông bên cạnh. Địa chỉ điện thoại Dũng Kiên tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại 0978336559 và 0971336559. Em sẽ báo giá chi tiết cho các bác cụ thể từng con máy. Sau đây em sẽ vào quay chi tiết cho các bác con máy này này. Rất đẹp, chỉ một câu là đẹp tuyệt vời luôn. Riêng sản phẩm của bên em, các bác cứ vào Zalo, các bác vào check, các bác check mã vạch nó ra nhà em. Vâng, có mã vạch sản phẩm luôn các bác nhé. Riêng nhà em là có mã vạch sản phẩm. Rất đẹp, chỉ có một hai vết xước rất là nhỏ nhẹ. Bên em bao test 1 tháng, bảo hành cho các bác 6 tháng, không bảo hành rơi vỡ và va đập. Mọi chi tiết xin liên hệ điện thoại Dũng Kiên, có địa chỉ tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, qua số điện thoại chính 0978336559 hoặc 0971336559. Rất hân hạnh được phục vụ quý bác.